Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp thi viên chức giáo dục. Xin mời các em vào lớp để cùng thầy chúng ta cùng giải đáp các câu hỏi của các bạn thi vị trí giáo viên tiểu học với văn bản thông tư số 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Với các câu hỏi các em lớp chúng ta thì xin mời các em vào lớp để cùng thầy chúng ta giải đáp ở câu hỏi này. Ở câu hỏi số 1, hãy cho biết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư số 02 trong 2021 của đào tạo, anh chị đã trình bày về quy định mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, thì chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi này như sau. Giáo viên tiểu học là những người giảng dạy giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập, những người đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền giảng các kiến thức cơ bản nhất cho học sinh để quản lý và phân hạng với đội ngũ giáo viên tiểu học. Tại các trường tiểu học công lập thì Bộ Giáo dục đã ban hành thông tư số 02 năm 2021, trong đó quy định rõ về các mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cũng như các quy định về xếp lương, trong đó thì làm rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và phân hạng gắn với mã số chức danh nghề nghiệp cụ thể đối với giáo viên tiểu học như sau. Thứ nhất thì chúng ta thấy mục 1.1 về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư số 2 trong 21. Thì thông tư số 2 trong 21 quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Thông tư này áp dụng viên chức giảng dạy trong các cái chương trình giáo dục tiểu học, bao gồm giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp tiểu học, trường trung học công lập và cơ sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học và các tổ chức cá nhân có liên quan. Và các cái trường tiểu học tư thục thì có thể vận dụng các cái quy định của thông tư này để tuyển dụng, sử dụng, quản lý giáo viên. Thì chúng ta thấy rất rõ các nội dung trong phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của thông tư số 2 trong 21. Đó là chúng ta thấy thông tư số 2 này quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương, viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Và thông tư số 02 này áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các chương trình giáo dục tiểu học, bao gồm giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chúng ta gọi chung là giáo viên tiểu học, và trong các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp tiểu học, trường chuyên biệt công lập và các cơ sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học mà chúng ta gọi chung là trường tiểu học công lập và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Đối với các trường mà tiểu học tư thục thì có thể vận dụng các quy định tại thông tư số 2/2021 để tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên. Ý thứ hai, câu hỏi số 1 về quy định về mã số hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học thì theo điều 2 của thông tư số 2/2021 đã quy định rõ về mã số chức danh nghề nghiệp của giáo viên học như sau. Thứ nhất, tôi thấy là giáo viên tiểu học hạng 3 là với mã số V.07.03.29. 2 là giáo viên học hạng 2 với mã số V.07.03.28. 3 là giáo viên tiểu học hạng 3 hạng 1 với mã số V.07.03.27. Tôi thấy là với mã số và hạng chức danh của giáo viên tiểu học đã phân ra rất rõ. Chúng ta thấy là có 3 hạng gắn với 3 mã số các em nhé, hạng 1, hạng 2, hạng 3. Hạng 3 là hạng các em mới thi vào, sau đó thì chúng ta có 9 năm đảm bảo các điều kiện đúng không? Về trình độ đào tạo bồi dưỡng, về chức danh nghề nghiệp thì chúng ta được dự thi lên hạng 2. Rồi sau đó từ hạng 2 lên hạng 1 thì chúng ta có đủ điều kiện về thời gian, về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, về trình độ đào tạo bồi dưỡng, về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đúng không? Thì chúng ta thi lên hạng 1. Thấy với hạng 3 thì là với mã số V.07.03.29, còn với hạng 2 là mã số V.07.03.28 và hạng 1 là với mã số V.07.03.27. Chúng ta thấy đều chung ở đây, mã số chung của hạng 1, 2, 3 đều là V.07.03. Hạng 3 thì gắn với số 29, hạng 2 gắn với số 28 và hạng 1 là gắn với số 27 em nhé. Chúng ta dễ nhớ, dễ học hơn rất là nhiều. Thì chúng ta phần kết bài trong nội dung ở câu hỏi số 1. Trên đây là các nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mã số hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học được quy định tại thông tư số 02/2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây là những căn cứ pháp lý rất quan trọng làm cơ sở để các cơ quan quản lý viên chức cũng như các cơ sở giáo dục công lập, cụ thể ta mở đóng ngoặc đây chính là trường học công lập, quản lý với đội ngũ giáo viên phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, làm cơ sở để căn cứ phân hạng rồi xét bổ nhiệm xét lương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Và trả lời xong trong câu hỏi số 1. Ta đi vào câu hỏi số 2, có nội dung anh chị hãy trình bày về nhiệm vụ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, tiêu chuẩn năng chuyên môn nghiệp được nghiệp vụ rồi đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng 3 theo quy định của thông tư số 02.
121 của Bộ Tạo liên hệ thực tế về nội dung này. Thì chúng ta thấy khi nói về tiêu chuẩn chức danh của giáo viên, chúng ta nhớ tới cho thầy ở đây về nhiệm vụ, về tiêu chuẩn trình độ tạo bồi dưỡng, tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ các em nhé. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong nội dung câu hỏi này, nó phần về tiêu chuẩn chức danh, rồi có phần liên hệ thực tế, ta cần xác định cái dạng ý rất là rõ, đúng không? Thì chúng ta cần dẫn dắt với nội dung như sau. Thông tư số 02/2021 của Bộ Đào tạo phân hạng với giáo viên học thành 3 hạng: hạng 1, hạng 2, hạng 3. Hạng 3 là hạng thấp nhất, hạng đầu tiên dành cho giáo viên tuyển dụng vào vị trí việc làm, làm việc tại các trường tiểu học công lập. Khi trở thành giáo viên tiểu học hạng 3 thì giáo viên tiểu học phải thực hiện các cái nhiệm vụ, các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, các tiêu chuẩn về trình độ tạo bồi dưỡng và tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ được quy định chi tiết tại thông tư số 02/2021 cụ thể như sau. Chúng ta thấy ý đầu tiên, ý 1 của câu hỏi số 2 là nhiệm vụ của giáo viên học hạng 3 đấy. Chúng ta thấy cần nắm cho thầy về các nhiệm vụ rất là cụ thể, đúng không ạ? Chúng ta có 6 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 3. Thứ nhất là nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng kế hoạch giảng dạy giáo dục học sinh, tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy giáo dục cho học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu chương trình cấp tiểu học. Thứ hai đó là về nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Nhiệm vụ thứ ba của giáo viên tiểu học 3 là thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, tham gia phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng thiết bị dạy học cấp tiểu học. Nhiệm vụ thứ tư là hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, tự học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ, tham gia hoạt động chuyên môn theo yêu cầu, tham gia phổ cập giáo dục bắt buộc và song mù chữ giáo dục hòa nhập. Nhiệm vụ thứ năm của giáo viên học hạng 3 là phù hợp với các cha mẹ học sinh và lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học. Và nhiệm vụ thứ sáu của giáo viên học hạng 3 là thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công. Chúng ta thấy nắm cho thầy ở đây có 6 nhiệm vụ của giáo viên học hạng 3 em nhé. Nếu từ khóa ở đây đầu tiên, từ nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ đầu tiên của giáo viên học hạng 3 là xây dựng kế hoạch giảng dạy giáo dục học sinh, rồi tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu chương trình giáo dục cấp tiểu học. Thứ hai là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục nhà trường. Nhiệm vụ thứ ba là thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, tham gia phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng thiết bị dạy học cấp tiểu học. Nhiệm vụ thứ tư của giáo viên tiểu học 3 là hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo rồi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, tự học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các hoạt động về chuyên môn yêu cầu theo yêu cầu, rồi tham gia phổ cập giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ giáo dục và giáo dục hòa nhập. Và nhiệm vụ thứ năm của giáo viên tiểu học 3 là phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học. Và nhiệm vụ thứ năm là thực hiện các nhiệm vụ khác theo hiệu trưởng phân công, còn là 6 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học 3. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này thì giáo viên tiểu học hạng 3 cần thực hiện đảm bảo về các cái tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo bồi dưỡng và năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cụ thể như sau. Thứ nhất, về tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 3, chúng ta thấy có 4 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học. Chúng ta thấy cái tiêu chuẩn đầu tiên về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên học 3 đó là chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục học. Tiêu chuẩn thứ hai là thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất danh dự uy tín của nhà giáo, gương mẫu cho học sinh. Đấy, tiêu chuẩn thứ hai là thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất danh dự uy tín của nhà giáo, gương mẫu cho học sinh. Tiêu chuẩn thứ ba là thương yêu với sự công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp. Nhưng mà tiêu chuẩn thứ ba của giáo viên học hạng 3 là thương yêu đối xử công bằng, tôn trọng nhân cách học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp. Tiêu chuẩn thứ tư là thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy định về hành vi ứng xử và trang phục. Đấy, tiêu chuẩn thứ tư về đạo đức nhà giáo của giáo viên học 3 là thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy định về hành vi ứng xử và trang phục. Đấy là 4 tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng 3 em nhé. Và chúng ta với giáo viên học 3 còn đáp ứng các yêu cầu về trình độ đào tạo bồi dưỡng, thấy có 2 tiêu chuẩn. Một là học trong đầu định hình đây này,
tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn thứ hai là về chứng chỉ bồi dưỡng của giáo viên thuộc hạng 3, đúng không? Thì tiêu chuẩn đầu tiên về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên thuộc hạng 3, nó có bằng cử nhân trở lên của ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Còn trường hợp mà chúng ta thấy với trường hợp ở môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Thì chúng ta thấy rõ với trường hợp ở môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Điều kiện thứ hai gắn với tiêu chuẩn về trình độ đào tạo giáo viên học 2 là có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên học hạng 3. Còn đối với giáo viên học mới được tuyển dụng vào giáo viên học hạng 3 thì có chứng chỉ trong thời gian nhớ 36 tháng kể ngày được tuyển dụng, thì sau này các em trúng tuyển này chúng ta phải trong thời gian 36 tháng thì phải có chứng chỉ giáo viên học hạng 3 nhá. Thì điều kiện tiêu chuẩn thứ hai về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên học hạng 3, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên học 3. Đối với giáo viên học mới được tuyển dụng và giáo viên học 3 thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể ngày được tuyển dụng và hai tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng 3. Tiếp theo là các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học 3. Ta thấy với giáo viên 3 thì phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ như sau. Ta thấy có 7 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là nắm được chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu của ngành, địa phương về pháp về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ta thấy nhiệm vụ đầu tiên gắn với tiêu chuẩn đầu tiên của giáo viên học 3 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đó là về nắm được chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao. Tiêu chuẩn thứ hai về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 2 là thực hiện giảng dạy giáo dục bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục kế hoạch giáo dục nhà trường, thực hiện giảng dạy giáo dục bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục kế hoạch giáo dục nhà trường. Tiêu chuẩn thứ ba là vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh, và thực tiễn giáo dục sinh. Tiêu chuẩn thứ tư là có khả năng áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh, những khả năng áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Tiêu chuẩn thứ năm là có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh, tiêu chuẩn thứ sáu gắn với năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 3 và thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn bản thân, biết áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và thực tế giảng dạy giáo dục, hướng dẫn học sinh tự làm được đồ dùng để học, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn bản thân, biết áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và thực tế giảng dạy giáo dục, hướng dẫn học sinh tự làm được đồ dùng dạy học. Tiêu chuẩn thứ 7 về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 3, nó có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên học 3 và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Nhớ là với tiêu chuẩn thứ 7 về năng chuyên môn giáo viên tiểu học hạng 3, nó có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên học hạng 3 và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Thì ta thấy có 7 tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học 3. Trước đó ta nắm được 2 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tiểu học 3 và ta nắm được 4 tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 3 và ta nắm được 6 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học 3 kèm nhau. Ý thứ hai trong câu hỏi này là chúng ta nắm được liên hệ xây dựng phần liên hệ thực tế gắn với nội dung về tiêu chuẩn chức danh của giáo viên tiểu học 3. Chúng ta thấy một cái form sau này chúng ta trả lời từ cả câu hỏi số 2, số 3, số 4 đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là phần liên hệ chúng ta bao giờ phải giới thiệu về nhà trường, cho nó nêu về lịch sử của hình thành ra đời phát triển của nhà trường, các thành tích đạt được nhà trường. Thì chúng ta với các bạn đã đi làm rồi, họ đã công tác tại một trường nào đó, thì chúng ta rất dễ dàng nắm cái thông tin. Với các bạn mới ra trường hoặc là chúng ta chưa đi làm, ra trường nơi mà chưa đi làm thì chúng ta cũng đừng lo lắng quá. Ta nhớ đây câu hỏi vận dụng các phần kiến thức chúng ta đã trình bày trên, nắm về nhiệm vụ rồi tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, về nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng, về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên học 3. Thì đây chúng ta thấy là với kỳ thi viết thì chúng ta thấy là với không phải như phỏng vấn mà các thầy cô phỏng vấn trực tiếp chúng ta, mà đây trên bài viết với những câu trả lời giả định thì chúng ta biệt là chúng ta không nêu dù các em đi công tác rồi đúng không? Tại trường của nó đã không nêu cụ thể trường A trường B, chúng ta thấy tại trường em công tác thôi,
các bạn mới chúng ta thấy chúng ta hoàn toàn phải tìm hiểu trước các cái thông tin về trường chúng ta dự tuyển vào đó, đúng không? Đấy, các tìm hiểu thầy rất là dễ thôi, chúng ta lên website hoặc là xin các thầy cô công tác ở trường đó về những thông tin của nhà trường, về lịch sử ra đời, hình thành, phát triển, đúng không? Thành tích đạt được, rồi số lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường, đặc biệt là số lượng giáo viên học hạng 3 đó, thì chúng ta đánh giá, đúng không? Đấy, chúng ta thấy đây cô vận dụng mà. Đấy, chúng ta và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng không? Về thực hiện hoạt động giảng dạy giáo dục trong nhà trường, rồi phối hợp với cha mẹ học sinh, đúng không? Rồi hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo bồi dưỡng, rồi đáp ứng về tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp, chấp hành đường lối chủ trương, thương yêu đối xử công bằng với học sinh, thực hiện các nghiêm túc quy định của đạo đức nghề giáo, rồi đáp ứng về tiêu chuẩn về chuẩn đào tạo bồi dưỡng, đúng không? Đặc biệt là chúng ta thấy là với các bạn mới vào đấy thì chúng ta thấy hiện về liên quan đến chứng chỉ bồi dưỡng chức danh, đúng không? Với giáo viên tiểu học hạng 3 các em nhé, thì chúng ta thấy rất là rõ. Còn với các thầy cô trước đó, trước đây nếu mà tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 thì chúng ta thấy có thể hoàn thiện về bằng cấp nữa. Chúng ta thấy là trước đây với luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009 ấy, thì chúng ta thấy là về trình độ tạo dưỡng với giáo viên tiểu học của chúng ta chỉ là trình độ trung cấp, mà sau này thì chúng ta thấy rồi theo luật giáo dục mới 2019 này đấy, thì với yêu cầu trình độ đạt cử nhân các em nhá, thì với các thầy cô mà tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 chúng ta thực hiện lộ trình nâng chuẩn thông qua chúng ta học liên thông các em nhá. Đấy, còn về với các giáo viên mà được mới được tuyển dụng thì hoàn thiện liên quan chương trình bồi dưỡng giáo viên hạng 3, rồi đáp ứng về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 3, đáp ứng đầy đủ các nội dung trong quy định của thông tư số 221, đúng không? Liên quan đến áp dụng các phương pháp giáo dục, rồi vận dụng các kiến thức giảng dạy, đúng không? Rồi thường xuyên tự học bồi dưỡng tham gia các lớp bồi dưỡng chính luận trị, hay là lớp về nội bộ sư phạm, hay là về chuyên môn nghiệp vụ các em nhá. Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ liên quan các nội dung vận dụng như vậy ở câu hỏi số 2. Đã đi vào câu hỏi số 3, anh chị hãy trình bày về nhiệm vụ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp và tiêu chuẩn năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học 2 theo quy định của thông tư số 2/21 về đào tạo liên hệ về thực tế này. Thì các em thấy là câu 2, câu 3 thậm chí là câu 4 chúng ta thấy đều một form thống nhất để chúng ta trình bày các em nhé. Thì chúng ta thấy rồi, chúng ta dẫn dắt trả lời như sau với câu hỏi số 3 này. Giáo viên tiểu học 2 chúng ta mã số V.07 603/21 là một trong ba mã số chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học đang giảng dạy tại các trường tiểu học công lập với các quy định của Bộ Đào tạo nhằm hướng dẫn liên quan cái việc phân định mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học làm cơ sở cho các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục tại địa phương, cụ thể đây là trường tiểu học, trong việc đánh giá các nội dung thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, về tiêu chuẩn về đào tạo bồi dưỡng và năng chuyên môn của giáo viên tiểu học hạng 2, thì Bộ Đào tạo đã ban hành thông tư số 2021 ban hành cụ thể quy định các nội dung này như sau. Các nội dung này thấy có phần về nhiệm vụ, đúng không? Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng, về đạo đức nghề nghiệp, về năng chuyên môn của giáo viên tiểu học hạng 2. Thấy đầu tiên 3.1 là về nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 2, thì ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học 3 thì giáo viên tiểu học hạng 2 phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Thì vừa chúng ta làm câu hỏi số 2, chúng ta nắm được 6 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 3 thì chúng ta thấy, đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy là với giáo viên hạng 2 sẽ thực hiện thêm 4 nhiệm vụ nữa, đúng không? Thì nhiệm vụ thứ nhất của giáo viên tiểu học hạng 2 là làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học, hoặc dạy thử nghiệm các mô hình phương pháp mới từ cấp trường trở lên. Ta nhớ nhiệm vụ đầu tiên của giáo viên tiểu học 2 đó là làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học, hoặc dạy thử nghiệm các mô hình phương pháp mới từ cấp trường trở lên. Nhiệm vụ thứ hai đó là chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn chuyên đề ở tổ khối chuyên môn, tham gia đánh giá xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên. Đấy, nhiệm vụ thứ hai của giáo viên tiểu học 2 là chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề chuyên môn ở tổ khối chuyên môn, tham gia đánh giá xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên. Nhiệm vụ thứ ba của giáo viên tiểu học 2 là tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên nằm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp trường trở lên, thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên cốt cán ở trường tiểu học. Chúng ta nhớ nhiệm vụ thứ ba của giáo viên tiểu học 2 là tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên nằm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp lên, rồi thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trường tiểu học. Nhiệm vụ thứ tư của giáo viên tiểu học hạng 2 là tham gia các hoạt động chuyên môn khác như kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ sư phạm từ cấp trường trở lên,
tham gia hướng dẫn đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên, đã thấy với nhiệm vụ thứ tư của giáo viên tiểu học hạng 2, và tham gia các hoạt động chuyên môn khác như kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ sư phạm từ cấp trường trở lên, tham gia hướng dẫn đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên. Đó là bốn nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 2. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này thì chúng ta thấy là với giáo viên tiểu học 2 cần đáp ứng các cái tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp với các quy định cụ thể trong thông tư số 2. Thì ngoài các tiêu chuẩn về đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng 3 thì giáo viên tiểu học 2 phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đức giáo, nên đây về tiêu chuẩn đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng 2. Còn ngoài các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 3 thì giáo viên tiểu học 2 phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Bên cạnh về tiêu chuẩn đức nghề nghiệp thì thông tư 2 quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng 2. Thì là thấy có hai tiêu chuẩn, đúng không? Tiêu chuẩn nhất về trình độ đào tạo, tiêu chuẩn thứ hai là chứng chỉ bồi dưỡng. Thì về chứng chỉ về bằng cấp đào tạo chuyên môn thì thấy là với giáo viên học hạng 2 thì có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo tiểu học, nhớ là có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo tiểu học. Với trường hợp mà môn học chưa đủ giáo viên bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng đào tạo ban hành. Chúng ta nhớ là yêu cầu về trình độ đào tạo ở đây, đúng không? Và chuyên môn ở đây là có bằng cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng đào tạo ban hành. Tiêu chuẩn thứ hai về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng 2 và có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2, như là có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn và chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2. Đấy là hai tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng 2. Ở trong thông tư số 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về tiêu chuẩn trong việc thực hiện về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học 2 thì chúng ta thấy là có tất cả 9 cái tiêu chuẩn về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học 2 như sau. Tiêu chuẩn thứ nhất là nắm vững chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện kết quả và nhiệm vụ được giao. Nhớ tiêu chuẩn đầu tiên về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học 2 đó là nắm vững đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện có kết quả và nhiệm vụ được giao. Tiêu chuẩn thứ hai đó là thực hiện có kết quả, có hiệu quả kế hoạch chương trình giáo dục, chủ động linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Ta thấy là tiêu chuẩn thứ hai về năng lực chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tiểu học 2 đó là triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chương trình giáo dục, chủ động linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường. Thứ ba đó là tiêu chuẩn về có khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn giáo dục học sinh, tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nội dung phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá và chất lượng hiệu quả giáo dục của từng học sinh của từng lớp mình phụ trách. Thì chúng ta thấy với tiêu chuẩn thứ ba là khả năng vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn giáo dục học sinh, tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cho nó có nội dung phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh và chất lượng hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách. Tiêu chuẩn thứ tư về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 2 là tích cực chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Tích cực chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Tiêu chuẩn thứ năm đó là vận dụng các kết quả nghiên cứu học sư phạm ứng dụng và thực tế giảng dạy giáo dục, có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên. Nếu vận dụng được các kết quả nghiên cứu học sư phạm ứng dụng và thực tế giảng dạy giáo dục, có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu học sư phạm ứng dụng từ cấp trường trở lên. Tiêu chuẩn thứ sáu về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 2 nó có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia ban giám khảo, thanh tra kiểm tra, xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học. Thì chúng ta nhớ là có với tiêu chuẩn thứ 6 là có khả năng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia ban giám khảo, thanh tra kiểm tra, xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học. Tiêu chuẩn thứ 7 về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học 2 nó có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học 2 và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao, như là có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 2, có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ thời gian. Tiêu chuẩn thứ
8 về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 2 họ được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên hoặc được công nhận là một trong các danh hiệu là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên. Thì ta thấy tiêu chuẩn thứ 8 rất là rõ, được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở này hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên hoặc được công nhận đạt trong các danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên, giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong giỏi từ cấp huyện trở lên. Tiêu chuẩn thứ 9 về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 2, ta thấy về thời gian để nâng hạng của giáo viên học 3 đến hạng 2 thấy rất là rõ ở đây, với viên chức dự thi hoặc sẽ tăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 với mã số V.07.2.03.28 thì còn thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 với mã số V.07.03.29 hoặc tương đương từ 9 năm trở lên, không kể thời gian tập sự tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét tăng hạng. Thì thấy là tiêu chuẩn thứ 9 về chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng 2 ở đây, viên chức dự thi hoặc xét tăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 mã số V.07.03.28 hoặc thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 mã số V.07.03.29 hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên, không kể thời gian tập sự tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét tăng hạng. Đó là 9 tiêu chuẩn về năng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 2. Và trước đó ta nắm được 2 tiêu chuẩn về chế độ bồi dưỡng của giáo viên tiểu học 2 và các nội dung về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên hạng 2, phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp và ta nắm được 4 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học 2. Chúng ta nhớ công thức 4-1 đúng không? 2-9, 4 đây chính là 4 nhiệm vụ của giáo viên hạng 2, một nội dung về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên hạng 2, rồi 2 tiêu chuẩn về trình độ đạo dưỡng của giáo viên hạng 2 và 9 tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 2 các em nhé. Thì ý thứ hai ở câu hỏi số 3 là phần liên hệ thực tế về nội dung này, thì cái form ta sẽ thực hiện trong câu hỏi số 2 với giáo viên tiểu học hạng 3 đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải giới thiệu về lịch sử hình thành ra đời phát triển của nhà trường, các thành tích đạt được của nhà trường, giới thiệu về đội ngũ viên chức ở trường, trong đó nhấn mạnh tới đội ngũ giáo viên tiểu học hạng 2, số lượng các thầy cô đúng không ạ? Và đây chung ở đây các thầy cô thực hiện tốt các nội dung trong nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 2 và liên quan các nội dung làm báo cáo viên này, dạy minh họa này, rồi chủ trì nội dung đào tạo sinh hoạt này, tham gia ban giám khảo này, tham gia hoạt động chuyên môn khác này đúng không ạ, kiểm định chất lượng dục này, rồi liên quan đến về đạo đức nghề nghiệp luôn là tấm gương mẫu, còn về thực hiện quy định đạo đức nhà giáo đúng không ạ, rồi cả về đáp ứng về trình độ đào tạo bồi dưỡng đúng không ạ, đặc biệt các thầy cô mà chúng ta thấy được tuyển dụng trước khi mà luật viên chức 2019 và luật giáo dục 19 có hiệu lực đấy, thì chúng ta thấy áp dụng về trình độ đào tạo bồi dưỡng với giáo viên tiểu học bây giờ là công nhân, trước đây các thầy cô này là chỉ là trung cấp thôi, đấy, thì đã có lộ trình thực hiện đúng không, nâng chuẩn và các thầy cô học liên thông mọi cái rồi hoàn thiện liên quan đến chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng 2, đấy, chúng ta thấy rất là rõ được cử đi học và hoàn thiện chứng chỉ, rồi về chuyên môn nghiệp vụ đấy đúng không, liên quan đến thực hiện đúng các chủ trương chính sách của đảng, rồi triển khai hiệu quả các chương trình sẽ vận công bán hiệu trường, tận dụng linh hoạt các nội dung về kiến thức, rồi về phương pháp, về tâm sinh lý học trò đúng không, rồi tham gia liên quan các cái hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh đúng không, trong nhà trường, rồi liên quan đến hoạt động về chuyên môn trong nhà trường, rồi vận dụng các kiến thức công nghệ thông tin và đều đáp ứng liên quan đến cái tiêu chuẩn về chiến sĩ thi đua hay là về dự thi, về thời gian dự thi để xét nâng hạng của giáo viên tiểu học hạng 3 đến hạng 2 có ứng theo quy định. Có thể đấy là cho nhớ đây là nội dung liên hệ này, sự vận dụng các em nhé, để chúng ta có thể mua đánh giá là chúng ta đã trả lời các nội dung và lý thuyết ở trên, chúng ta vận dụng ở dưới như thế nào, nó không bị lệch nhau, nó phải khớp nhau các em nhé. Và lại ý ta thấy để trả lời các phần trên mà thầy yêu cầu với các em đã hoàn thành ở câu hỏi số 3, ta chuyển với câu hỏi số 4 có nội dung anh chị hãy trình bày về nhiệm vụ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng và tiêu chuẩn một nhiệm vụ về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng 1 theo quy định tại thông tư số 2021 của Bộ Đào tạo. Liên hệ thực tế nội dung này thì chúng ta cần trả lời như sau. Thông tư số 2021 của Bộ Đào tạo quy định về mã số và là chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học, trong đó đã xác định rõ các nội dung về nhiệm vụ tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, về đào tạo bồi dưỡng, về chuyên môn nghiệp vụ của các hạng trong của giáo viên học trong các cơ sở đơn vị giáo công lập. Giáo viên tiểu học hạng 1 là hạng cao nhất được xếp hạng đúng không ạ, với các nhiệm vụ được thực hiện như sau. Đây chúng ta thấy nhiệm vụ, thì nhiệm vụ chúng ta thấy ngoài các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 2, hạng 2 chúng ta thấy có 4 nhiệm vụ đúng không ạ, giáo viên tiểu học 1 thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Chúng ta thấy với giáo viên tiểu học 1 có 4 nhiệm vụ nhé. Nhiệm vụ đầu tiên là tham gia biên tập biên soạn
phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh tiểu học hoặc tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa khi lựa chọn tại các nhiệm vụ đầu tiên của giáo viên hạng mục hoặc tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh tiểu học hoặc tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa khi được lựa chọn. Nhiệm vụ thứ hai của giáo viên tiểu học hạng mục là chủ trì các hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của nhà trường hoặc tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên. Đấy, nhiệm vụ thứ hai của giáo viên tiểu học đó là chủ trì các hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của nhà trường hoặc tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường, cấp huyện trở lên. Nhiệm vụ thứ ba của giáo viên tiểu học hạng một đấy thì chúng ta thấy là tham gia đoàn đánh giá ngoài hoặc tham gia các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tiểu học từ cấp huyện trở lên, tham gia đoàn đánh giá ngoài hoặc tham gia các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ giáo viên học từ cấp huyện trở lên. Nhiệm vụ thứ tư của giáo viên tiểu học hạng 1 là tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi hoặc giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện trở lên. Thì chúng ta thấy nhiệm vụ thứ tư của giáo viên tiểu học hạng 1 là tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi hoặc giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện trở lên. Đó là bốn nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 1. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này thì giáo viên tiểu học hạng 1 cần đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. Thì ngoài các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 2 thì giáo viên tiểu học 1 còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy định về đạo đức giáo. Thì với tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 1, ngoài các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 2, giáo viên tiểu học 1 phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy định về đạo đức giáo. Tiếp theo thì trong thông tư số 221 này cũng quy định về các cái tiêu chuẩn trình độ đào tạo bảo dưỡng của giáo viên tiểu học hạng 1. Ta thấy có hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đầu tiên về trình độ chuyên môn, hai về chứng chỉ, đúng không ạ? Thì tiêu chuẩn về đầu tiên về trình độ bảo dưỡng của giáo viên tiểu học 1 đó là có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học, hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy, hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. Thì chúng ta thấy là tiêu chuẩn đầu tiên về trình độ chuyên môn nghiệp đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tiểu học 1 nó có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học, hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy, hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. Tiêu chuẩn thứ hai là về chứng chỉ bồi dưỡng. Thì thấy là với giáo viên tiểu học hạng 1 là có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1 nhá. Hạng 3 thì có chứng danh hạng 3, hạng 2 có chứng danh chứng chỉ bồi dưỡng chức danh hạng 2, còn đây là giáo viên tiểu học 1 thì có chức danh có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 1. Đây là hai tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tiểu học 1. Bên đồng thời thì chúng ta thấy là giáo viên tiểu học 1 còn đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đúng không? Thực hiện 7 tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ như sau. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là tích cực chủ động thực hiện và tuyên truyền vận động hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành địa phương về giáo dục tiểu học vào các nhiệm vụ được giao. Thì là thấy tiêu chuẩn đầu tiên của giáo viên học về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đó là tích cực chủ động thực hiện và tuyên truyền vận động hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành địa phương về giáo dục tiểu học vào các nhiệm vụ được giao. Tiêu chuẩn thứ hai là chủ động linh hoạt sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa phương, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy giáo dục, chủ động linh hoạt sáng tạo trong thực hiện kế hoạch giáo dục để phù hợp với học sinh, nhà trường, địa phương, phù hợp và hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy giáo dục. Tiêu chuẩn thứ ba về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 1 là tích cực chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn hỗ trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Nhớ là tích cực chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn hỗ trợ đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Tiêu chuẩn thứ tư là có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các sản phẩm nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở lên. Thấy tiêu chuẩn thứ tư ở đây là có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp làm các cái sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp huyện trở lên. Tiêu chuẩn thứ năm là có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học 1 và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Nhớ tiêu chuẩn thứ năm là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học 1 và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Tiêu chuẩn thứ sáu đó là được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên, hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.
Thì chúng ta thấy ở đây tiêu chuẩn thứ 6 về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học A1 và được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên, hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên, hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu đó là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên. Tiêu chuẩn thứ 7 của giáo viên tiểu học hạng 1 ở đây về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, giáo viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1 với mã số V.07.03.27, có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 với mã số V.07.03.28 hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. Thì chúng ta thấy với tiêu chuẩn thứ 7, đúng không ạ, về năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học hạng 1, đó là viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1 với mã số V.07.03.27, phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 với mã số V.03.07.03.28 hoặc tương đương tôi nhớ về thời gian là từ đủ 6 năm trở lên tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. Đó là 7 tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 1, và 2 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên học 1, và nắm về quy định đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 1 ở ngoài. Cái tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hạng 2, giáo viên tiểu học 1 là phải tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các tốt các quy định về đạo đức nhà giáo. Và chúng ta nắm được 4 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 1 các nhá. Như vậy các con nhớ được cho thầy đây là 4, con nhớ 41 đúng không? 41 227 đúng không ạ? 4 chính là 4 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 1 đúng không? Một nội dung quy định về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên hạng 1, 2 tiêu chuẩn về tầm bồi dưỡng và 7 tiêu chuẩn về năng chung của giáo viên tiểu học 1. Con nhớ là con nhớ công thức là 4127. Như vậy là nhớ các nội dung trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học 1. Nhắc tới tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và nhớ lớn nhiệm vụ đến tiêu chuẩn về trình độ tạo về đạo đức nghề nghiệp, về trình độ tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng, về tiêu chuẩn năng chuyên môn nghiệp vụ các em nhá. Ý thứ hai là câu hỏi số 4 là gắn về liên hệ thực tế về nội dung này. Thì chúng ta thấy một cái form như thầy đã chia sẻ với tất cả các em chúng ta đã làm đúng không, với câu hỏi mà chúng ta đã làm ở cái phần câu hỏi 2-3 đấy, chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ. Thì bao giờ chúng ta cũng phải có phần giới thiệu về nhà trường cho nó nêu được nêu bật liên quan về lịch sử ra đời, hình thành phát triển nhà trường, rồi cái thành tích đạt được của nhà trường, đúng không ạ, thấy rất là rõ. Rồi chúng ta nêu về số lượng giáo viên tiểu học 1, thành phần đây là thầy cô viên tiểu học 1, đây chính là thầy cô trong ban giám hiệu. Đấy, chúng ta thấy những thầy cô mà là những giáo viên cốt cán, là những người mà có công, đúng không, rất lớn mà thời gian công tác lâu tại nhà trường, đúng không, thì chúng ta thấy là chúng ta đáp ứng, thầy cô đáp ứng tốt các nội dung trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 1 đấy. Đấy, các cái tiêu chuẩn về tham gia ban biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, chủ trì hoạt động bồi dưỡng, hay tham gia đoàn ra ngoài, tham gia ban giám khảo hội thi, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ lớp giỏi đấy, rồi luôn động và luôn là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo, vận động hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy định về nhà giáo, rồi đáp ứng về tiêu chuẩn về trình độ tạo bồi dưỡng thầy cô đều có bằng thạc sĩ đúng không, rồi về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh và đạo hạng 1 đấy, rồi liên quan tiêu chuẩn của chung vụ các thầy cô luôn chủ động tiếp tục tuyên truyền và đồng nghiệp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật nước về hoạt động giáo dục nhà trường và địa phương, rồi luôn tích cực chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy nhà trường thông qua các hội thảo tập huấn đúng không, rồi khả năng soạn thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, rồi đạt cái danh hiệu chiến sĩ đua cấp bộ, hoặc là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên đúng không, và đảm bảo về thời gian để dự thi xét thăng hạng từ giáo viên trung học dạng giáo viên tiểu học hạng 2 đến hạng 1 đấy, đảm bảo thời gian là đủ 6 năm đúng quy định và phân loại hiện hành em nhé. Đấy là phần nội dung trong câu hỏi số 4. Ta đi tiếp câu hỏi số 5, nội dung anh chị hãy cho biết về các nguyên tắc bổ nhiệm và xét lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học và các trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại thông tư số 2/21 của Bộ Đào tạo. Thì chúng ta trả lời câu hỏi như sau. Thông tư số 2/21 của Bộ Đào tạo quy định về mã số về chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học, đồng thời cũng quy định hướng dẫn nội dung về bổ nhiệm xét lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học, tuân thủ các nguyên tắc và áp dụng với từng trường hợp cụ thể như sau. Và thứ nhất là thấy về ý 5.1 là về các nguyên tắc bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên học được quy định tại điều 6, thì chúng ta cần nắm cho thầy ở đây có 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất đó là việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên học quy định tại thông tư này thì phải căn cứ vào vị trí được làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp được quy định tại điều 3, điều 4, điều 5 và quy định tại điều 7 thông tư này.
thì chúng ta thấy là với điều 3 chính là gắn với giáo viên khoảng 3, điều 4 là gắn với giáo viên tiểu học khoảng 2, và điều 5 là gắn với giáo viên khoảng 1, còn điều 7 là gắn với nội dung về trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 1. Mà ý thứ hai câu hỏi này chúng ta trình bày em nhé, thì em nhớ thấy cái nguyên tắc đầu tiên trong việc là bổ nhiệm và xem lương chức danh nghề nghiệp tiểu học, còn là được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định tại thông tư này, chính là thông tư 02/21 của Bộ Đào tạo ấy, phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm và đạt tiêu chuẩn hạn chức danh nghề nghiệp được quy định tại điều 3, điều 4, điều 5 và quy định tại điều 7 của thông tư này. Nguyên tắc thứ hai là khi bổ nhiệm giáo viên từ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại thông tư liên tịch số 121 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ trước đây ban hành 2015 ấy, đúng không? Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, đúng không ạ? Và chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại thông tư này thông tư 02/21 thì không được kết hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Nguyên tắc thứ hai cần nhớ cụ thể ở đây là khi bổ nhiệm giáo viên từ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại thông tư liên tịch số 21/2015 trước đây của Bộ Đào tạo và Bộ Nội vụ, đúng không ạ? Thì quy định về tiêu chuẩn danh giáo viên tiểu học đấy vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên học theo quy định của thông tư này thì không được kết hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Nguyên tắc thứ ba là không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển với giáo viên học mới được tuyển dụng. Đó là chúng ta thấy khi mà các em này khi mà tuyển dụng, đúng không, chúng ta đang có bằng thạc sĩ chẳng hạn thì chúng ta không được xếp vào hạng theo trình độ đào tạo là gắn với giáo viên tiểu học hạng 1 đấy, mà chúng ta vẫn là của hạng 3 thôi, đúng không? Nguyên tắc này thể hiện rất là rõ điều đó, đó là không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm và hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với giáo viên học mới được tuyển dụng. Đó là ba nguyên tắc rất là rõ trong cái việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại điều 6 của thông tư số 02/21 em nhé. Ý thứ hai là câu hỏi số 5, đó là về quy định về các trường hợp bổ nhiệm và chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, thì để làm rõ về các trường hợp cụ thể trong việc bổ nhiệm chức danh, đúng không ạ? Ta thấy là cũng như là liên quan đến các cái quy định về xếp hạng đấy, mã số chức danh của giáo viên tiểu học, đúng không? Thì trong thông tư đúng trong số 02/21 này đã quy định rất rõ, đó là viên chức đã được bổ nhiệm và hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên học quy định tại thông tư liên tịch số 21/2015 nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp quy định thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tiểu học như sau. Chúng ta nhớ thấy với viên chức, trường hợp viên chức đã được bổ nhiệm và hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được theo quy định tại thông tư liên tịch số 21/2015 còn đó là thông tư liên tịch số Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ ấy, nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau. Thứ nhất, với trường hợp giáo viên học hạng 4 trước đây với mã số V.07.03.09 thì sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tiểu học hạng 3 mới bây giờ với mã số V.07.03.09. Đấy, trường hợp đầu tiên là với giáo viên học hạng 4 trước đây với mã số V.07.03.09 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 bây giờ đấy, theo thông tư mới đấy, với mã số V.07.03.09. Trường hợp thứ hai là với giáo viên tiểu học hạng 3 trước đây với mã số V.07.03.08 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 với mã số V.07.03.09 bây giờ. Thay với trường hợp 2 với giáo viên tiểu học hạng 3 trước đây với mã số V.07.03.08 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 bây giờ với mã số V.07.03.09. Trường hợp thứ 3 đối với giáo viên tiểu học hạng 2 trước đây với mã số V.07.03.07 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 bây giờ với mã số V.07.03.28. Chúng ta thấy rất là rõ. Trường hợp thứ 3 là giáo viên tiểu học hạng 2 trước đây với mã số V.07.03.07 thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên học hạng 2 mới bây giờ và với mã số V.07.03.28. Ba trường hợp là chúng ta thấy là liên quan bổ nhiệm hai doanh nghiệp của giáo viên học theo thông tư 21 trước đây khi đảm bảo các tiêu chuẩn, đúng không, thì sẽ được bổ nhiệm theo các hạng quy định của thông tư số 02/21 bây giờ. Thứ hai đó là giáo viên học hạng 2 và bây giờ đấy với mã số V.07.03.28 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1. Chúng ta thấy là, đúng không ạ, với mã số V.07.03.27 khi mà xác định được là người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chúng ta nhớ là một cái quy định trường hợp hai ở đây trong nội dung về trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề giáo viên tiểu học ấy, là giáo viên tiểu học hạng 2 mới bây giờ đấy là với mã số V.07.03.28 thì sẽ được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học hạng 1 bây giờ đấy với mã số V.07.03.27 khi được xác định người trúng tuyển trong kỳ thi hoặc là kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Thứ ba, với giáo viên tiểu học hạng 2 trước đây ta thấy là với mã số V.07.03.07 là chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại điều 4 của thông tư này, thì thông tư 02/21
thì được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học hạng 3 mới bây giờ với mã số V.07.03.29 em nhé. Với giáo viên tiểu học hạng 2 trước đây với mã số V.07.03.07 nếu chưa đạt về tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại điều 4 của thông tư số 2/2021 thì được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học hạng 3 mới bây giờ theo thông tư số 2/2021 mã số V.07.03.29. Thứ tư là với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị nộp đánh giá là yêu cầu thì được bổ nhiệm đúng hạn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển. Ta nhớ là với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị trung lập đánh giá là yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển. Bốn quy định rất rõ trong điều 7 quy định về trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học em nhé. Trước đó là nắm nội dung thứ nhất trong điều 6 về nguyên tắc bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp giáo viên học có 3 quy định, 3 nguyên tắc. Như vậy phần kết bài ở đây của số 5, chúng ta thấy là trên đây là những nội dung quy định về nguyên tắc bổ nhiệm xem lương chức danh nghề nghiệp giáo viên học và trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên học được quy định tại thông tư số 2/2021 của đào tạo. Đây là những căn cứ pháp lý rất quan trọng để làm các cơ cho các cơ quan quản lý giáo dục rồi các cơ quan quản lý viên chức và các cơ sở giáo dục phổ thông ấy, cụ thể là với các trường tiểu học làm căn cứ và thấy trong cái việc mà bổ nhiệm xếp hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên tiểu học và tuân thủ theo các quy định với những trường hợp cụ thể với giáo viên mà được áp dụng với giáo viên tiểu học theo thông tư số 21 trước đây mà chuyển sang ở các quy định của thông tư số 2/2021 bây giờ đảm bảo các quyền lợi chính đáng của giáo viên tiểu học đúng không, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đúng không, đảm bảo các quyền lợi chế độ theo chính sách được quy định tại thông tư này nha. Xong trong câu hỏi số 5. Các đề bài câu hỏi số 6 vẫn hỏi anh chị đã trình bày về quy định về cách xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học được quy định thông tư số 2/2021 của đào tạo. Thì chúng ta trả lời câu hỏi này sau, trên cơ sở các quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tuân thủ các quy định về bổ nhiệm về chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học trong thông tư số 02 cũng đã xác định rất rõ về và cũng hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục đúng không ạ trong việc xếp lương trong khi bổ nhiệm và các chức danh nghề nghiệp của giáo viên học tại các trường tiểu học công lập cụ thể như sau. Thứ nhất, với viên chức được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại thông tư này thì được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo nghị định số 204/2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang cụ thể như sau. Chúng ta thấy là đối với viên chức được bổ nhiệm và chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo nghị định số 204/2004 của chính phủ về quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Để cụ thể, một là chúng ta thấy với giáo viên tiểu học hạng 3 mã số V.07.03.29 thì được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2.34 đến hệ số lương 4.98. Thì chúng ta thấy là với giáo viên tiểu học hạng 3 mã số V.07.03.29 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương từ 2.34 đến hệ số lương 4.98. Thứ hai, giáo viên tiểu học hạng 2 mã số V.07.03.28 thì được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm A2.2 từ hệ số lương 4.0 đến hệ số lương 6.38. Thì thấy với giáo viên tiểu học hạng 2 mã số V.07.03.28 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm A2.2 từ hệ số lương 4.0 đến hệ số lương 6.38. Thứ ba là với giáo viên tiểu học hạng 1 với mã số V.07.03.27 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm A2.1 từ hệ số lương 4.40 đến hệ số lương 6.18. Thế với giáo viên tiểu học 1, mã số V.07.03.27 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm A2.1 từ hệ số lương 4.40 đến hệ số lương 6.18. Thấy ba quy định rất là rõ gắn thấy với hệ số lương của giáo viên tiểu học hạng 2, hạng 3, hạng 1 em nhé. Đồng thời thì chúng ta thấy trong thông tư này quy định việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 mục 2 của thông tư số 2/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về xếp lương khi lương ngạch chuyển ngạch chuyển lại công chức viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật khi thực hiện chính sách tiền lương mới thì việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của chính phủ. Em thấy rất rõ với phần việc xếp lương khi bổ nhiệm và hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 mục 2 năm mã của thông tư số 2/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi lương ngạch chuyển lại công chức viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật khi thực hiện chính sách tiền lương mới thì việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định chính phủ. Đây là các quy định rất rõ trong và quy định về cách xếp lương đối với giáo viên tiểu học tại trường trung học tiểu học công lập em nhé. Thì chúng ta thấy phần kết bài đây, trên đây là các nội dung quy định về cách xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học
được quy định tại thông tư số 02/2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây căn cứ pháp lý quan trọng để làm cho các trường tiểu học công lập được sắp xếp tiền lương, đúng không? Tương ứng với giáo viên học hạng 1, hạng 2, hạng 3 với hệ số lương tương ứng, đúng không? Và tuân thủ theo quy định của pháp luật hành, đặc biệt với các cái việc mà thi nâng ngạch, chuyển loại công chức viên chức, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của giáo viên tiểu học đang công tác người trực tiếp tại các trường tiểu học công lập em nhé. Xong 6 câu hỏi gắn với nội dung của bộ đề của thông tư số 02/2021 của Bộ Đào tạo quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xem lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Đây là những câu hỏi rất trọng tâm mà thầy đã xây dựng trả lời cho các em, trong đó có câu 2, câu 3, câu 4 gắn phần liên hệ thực tế của tiêu chuẩn chức danh đối với giáo viên tiểu học hạng 3, hạng 2, hạng 1 em nhé. Thì các em học bám sát các nội dung, học đi học lại nhiều lần, ta nghe gạch ra ý chính, ta nghe đi nghe lại nhiều lần, ta hoàn thiện phần trả lời em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào tất cả các em.